Chỉ với một thao tác đơn giản trên điện thoại di động thông minh thì người dân có thể tiếp cận với những trang giao bán về các loại giấy tờ giả, trong đó có tem kiểm định giả cũng như là giấy phép lái xe giả. Và việc sử dụng các loại giấy tờ giả này không những sẽ gây mất an toàn giao thông mà còn có thể cấu thành tội phạm hình sự và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan điều tra, việc mua bán tem kiểm định giả, giấy phép lái xe giả được các đối tượng giao dịch rất nhanh gọn trên mạng xã hội. Chỉ qua vài tin nhắn, chụp ảnh thông tin phương tiện, khách hàng chuyển tiền là một thời gian sau, các giấy tờ giả sẽ đến tay người cần qua đường bưu điện. Hiện nay, Công an huyện Đông Hưng đang thụ lý điều tra 4 vụ sử dụng tem kiểm định giả và bằng lái xe giả và đã ra quyết định khởi tố hình sự. Cơ quan điều tra đã xác định hành vi của những người điều khiển phương tiện xe ô tô tham gia giao thông với cái giấy phép lái xe giả và sổ đăng kiểm giả và tem kiểm định giả đã cấu thành về cái tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lại các vụ việc trên. Thế thì qua cái vụ việc này thì cơ quan công an khuyến cáo đối với người dân là trong quá trình tham gia giao thông không nên sử dụng các loại giấy tờ giả. Trước đó, thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một số trường hợp lưu thông trên quốc lộ 10 và quốc lộ 39 nghi sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả, tem kiểm định giả và giấy phép lái xe giả. Sau khi thực hiện giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đã kết luận số giấy tờ trên là giả. Qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, từ đó chúng tôi tiến hành tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phát hiện các hành vi vi phạm và xác định là ngăn chặn không để cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường có tình trạng sử dụng giấy tờ giả cũng như là các loại giấy tờ hết hạn kiểm định không đảm bảo an toàn. Theo điều 341 Bộ luật hình sự quy định tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức thì người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.